Ok, Nguyễn Thành Tú hỏi Intel có chip mới chưa ông? Có chứ, ngày nào cũng có chip mới. Bữa giờ mình bị mấy thằng Mỹ nó nói kiệt mày phải đi vô Việt Nam, tao đưa mày tiền mày vô mày mở hãng bển để mà mày làm ấy, tại vì tao không có nước nào ngoài nước Việt Nam tao thích, tại vì dân của mày làm giỏi này nọ. Họ chuẩn bị mấy đi mỗi lần đi họ trong hãng là mấy Mỹ nó dí, nó kêu gần 3 năm nay chú lì lắm, chú nói hồi tao chưa về được, tao đưa mày tiền, đưa đồ đưa tiền luôn, khách hàng á đưa đồ đưa tiền mà chú không về được. À, còn những người mà muốn cái đó lại không được, tại vì sao? Là tại vì chú học với nó từ gần 30 40 năm nay, chú hiểu hết cách thức của nó, và đồng thời chú có cái hãng lớn khổng lồ ở đây để mà có chuyện gì nó nắm, nó có cái tóc nó nắm đầu của chú ở đây, là mình không có ăn cắp cái bản quyền của nó, gọi là ăn cắp IP á. Tại sao dám? Tại vì đây á, là một cái hãng đây là 1 năm biết nhiêu, mình làm là phải làm đàng hoàng, là biết tánh chú đàng hoàng. Bây giờ nó xúi nè, mày về mày không về tao quýnh mày đó, mà thôi cũng cũng chưa về được, tại vì bển nhiều phe quá, mình về đâu biết phe nào kiếm chuyện với mình. Phan Cộng Hòa hỏi anh Kiệt vì sao cũng anh Kiệt vì sao là những vị tướng của đất nước Việt cũng ra trận giết giặc mà có những người thành thần mà cũng có những người bị đọa địa ngục hết. Về luật nhân quả đó, dầu cho mình có làm chuyện tốt 1.000 lần, mình làm xấu 1 lần mình cũng phải bị trả cái quả đó 1 lần. Cho nên những người nào mà đi xuống địa ngục á, mà 1 lần á, là người đó có đại phước, thì ví dụ mình ngoại tình 10 lần thì mình bị ôm cộng đồng 10 lần, thì khi mỗi lần á, mình rất là đau đớn, mình chết, mình chết, thì lúc đó ngài Địa Tạng đó ổng mới thổi một ngọn gió xảo phong, cái tự nhiên cái những người đang bị cực hình á, chết hết, có quỷ dạ xoa. Chú có đọc cái đó rồi, đọc đọc cái kinh Địa Tạng nó ghê gớm lắm, rồi có mấy con trâu xác rồi ghê gớm, cái cảnh mà gọi là nó địa ngục đó, nó nằm ở phía miền nam của trái đất của mình nè, ở sau núi Tu Vi á, ở ngoài trái đất nó có núi Tu Vi bự lắm nha, chứ không phải là không gian đâu, thì nó nằm ở phía sau núi Tu Vi á, là nó xa với cái hệ mặt trời của mấy cái hành tinh của mình, thì người mà nhiều tội á, thì chết cả 1.000 lần, khi mình vẫn bị đau đớn, mình có cái chân thần á, mình đau mình biết sợ rồi để cho mình tởn, nhưng mà linh hồn là bất tử, trừ khi thời nay á, những cái người mà quá sức lì lợm á, là cho tan thành khói là bay luôn á, chứ còn dưới xuống địa ngục là sướng rồi, chết 1 lần cái thằng ngày Địa Tạng ổng thổi ngọn gió hồng cái là sống lại, cái bắt đầu đi hành hình tiếp, nó qua tới mấy cái biển khổ. Địa ngục nó không phải là 18 tầng nha, nó rất là nhiều, cả 1.000 tầng luôn á. Cho nên người nào mà chết 1 lần dưới địa ngục là người đó có đại phước. Chú ơi, nói về 96 lước anh căng xuống trần đi, cái đó kiếm mấy vị bên cao đài nói giỏi hơn chú. Chú chỉ biết là cha mẹ gửi xuống một số lính đặc biệt, gọi là lính người nhái á. Chú là một trong những người nhái Navy SEAL á, nhảy xuống, cho nên gọi là tái sanh, thì tất cả chúng ta đều là tái sanh hết, nhưng mà có người thì không nhớ, có người thì nhớ, còn chú thì dạng hơi khác thường hơn chút, thì chú biết, thì hôm nay chú lên đây chú nói để chú gieo duyên để cho nhân loại biết là Phật trời không có xa với mình, trên đầu 3 tấc, 1 tấc 2 tấc 3 tấc là có mấy vị, trên này có mấy vị cũng đang đứng bên đây gần Kiệt là đông lắm nè, là có hết mấy ông rầm là có nghe, mấy ông
đó, lâu thì chụp hình mấy ổng hoài à. Nè cái này trên núi nè, mấy ổng bay lên nè, nó hai ông nè bay nữa nè, núi thêm ông Sơn. Nè thấy ông rồng không, thấy mặt hao cái sừng, nó không có sừng nữa không, nè miệng nè thấy không, nhiều hình lắm. Trên núi có phượng hoàng nữa là thấy không, rồng phụng xuất hiện đủ hết nè. Cái này là bữa mưa đó, nghe là thấy ngậm ngọc nữa. Còn cái này là chụp trên núi nè, nó miệng là thấy không nè. Hai ông xuất hiện cùng lượt đó. Đây nè thấy không, thấy mắt nè sừng nè, cái miệng nè không, mà con cái ngộ nghe bà con, cái dấu thiên tâm á, mà mỗi lần máy bay mà bay ngang cái đỉnh Thiên Long Sơn á thì cái dấu thiên tâm hiện lên, mấy thằng phi công cũng hoảng hồn, nó tưởng đâu máy bay nào khổng lồ gần đụng đó, nhưng mà thật sự nhìn ngoài không gian này không thấy gì hết, mà mỗi lần bay này ngay trên đỉnh núi Thiên Long Sơn nè, đó là cái dấu nó xuất hiện vậy đó. Quý vị thấy làm sao đó, mà bay lần nào cũng thấy hết. Cho nên bữa có nhóm mấy ông phi công cũng lên nghiên cứu rồi, cái núi này ngộ, cái này đâu làm giả được đó, dấu cái dấu thiên tâm hiện trên radar đó, mà lần nào cũng hiện hết, có lúc thì hiện 2-3 cái khác địa điểm nữa. Cái này là cái máy radar trong chiếc máy bay á đó. Hiện lên nè đó, cái này 3 cái luôn ha, có lúc là 1 cái 2 cái dấu hiệu thiên tâm á. Thấy màu nhiệm không, sau này mấy thằng Mỹ này nó mới hoảng hồn, nó mới nghiên cứu cái núi Thiên Long Sơn. Cái này lúc này 1 cái. Mà cái nhiều lắm. Mà lần nào máy bay đi ngang cũng thấy hết trơn, trên đỉnh núi á. Thật sự núi Thiên Long Sơn á là ngày xưa nó cách đây hàng tỷ tỷ năm về trước, là nó nằm ở dưới lòng đại dương á. Lúc mà Kiệt mới mua cái núi á, Kiệt mua mấy xe ủi, cái ủi thì Kiệt lụm được mấy con sò mà quá thạch nhiều lắm, Kiệt để ở nhà kìa. Có những lúc ngồi thiền á, mình giống như mình ngồi trên nước vậy á, là vì một cái chơi rồi cái mấy cái tụi thành phố nè, mình mới đi khảo nghiệm địa chấn á, thì ở dưới chân của cái núi Thiên Long Sơn á, nó cứ bồi đất, nó cứ bồi lên, tức là mỗi năm nó cao cao lên vậy nè, nó không có giống như đất Cali, là sẽ có một ngày đất Cali sẽ thành biển, mà chỉ riêng của Thiên Long Sơn á, nó cứ bồi lên, đất nó cứ bồi lên, chứ nó không có giống như những cái núi lân cận là nó không có cái đất, nó sẽ bị chìm á. Cho nên sau này mà có đại hồng thủy đó, bà con chạy về Thiên Long Sơn là sống, tại đất nó cứ bồi lên vậy nè. Trên đỉnh núi mà có mấy con sò thấy lạ, hiện giờ cũng còn á.